Trong video lần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách pattern theo tùy chọn reference. Ở đây tôi ví dụ tôi có một cái tấm, tôi vẽ nhanh một cái tấm bằng ở đây. Rồi sau đó là tôi có một cái vật thể ở phía trên này. Ví dụ tôi có cái lỗ đi, tôi sẽ đục cái lỗ ở đây nha các bạn nhé, đục cái lỗ, đục thông. Rồi, các bạn có thể nhìn thấy. Bây giờ tiếp theo là tôi sẽ xếp dãy cái này trên toàn bộ cái mặt phẳng này. Đây, tôi sẽ dùng cái tùy chọn. Đó là gì? Đó là fill. Fill trên một tiết diện nào đó, thì các bạn phải vẽ cái sketch này. Các bạn sẽ define cái sketch này, lựa chọn. Sau bạn có thể dùng đúng những cái đường này, đường biên này để tạo một sketch. Ví dụ ở đây tôi sẽ vẽ một cái sketch. Cái sketch nằm trọn ở trong cái vùng này. Rồi, ok. Đây quá lớn nha các bạn nha. Tôi nhập cái khoảng cách ở đây là này, ví dụ như là 80. Và tùy chọn border tức là không bằng 0 so với đường biên. Rồi. Các bạn nhìn thấy các tùy chọn nó được tạo ra. Tôi nhập giá trị lớn hơn một chút nhé, 100. Rồi. Thế vậy bây giờ tùy chọn pattern theo reference nó sẽ thế nào? Ví dụ như ở đây ở cái đối tượng đây, tôi sẽ làm gì? Như ở đây tôi sẽ tiếp tục tôi tạo một cái lỗ nhỏ, các bạn nhìn nhé, tạo một cái lỗ nhỏ. Tôi lấy các tham chiếu, như ở đây tôi sẽ vẽ một cái circle, sau đó tôi đùn cắt như các bạn nhé. Quay ngược lại, remove, nhưng mà tôi chỉ cắt khoảng 2 ly, đúng như là 2 ly. 2 ly nhìn thấy nhỏ quá, tôi cho 5 ly, để các bạn nhìn cho rõ. 10 ly. Rồi. Rồi các bạn nhìn thấy không? Các lỗ đã được tạo ra này. Pattern fill ở trên bề mặt này. Và hiện tại cái ở đây tôi có tạo một cái dãy nhỏ. Đấy, thì bây giờ khi tôi chọn cái ít chút này và tôi lựa chọn lệnh pattern, các bạn sẽ thấy điều gì xảy ra? Đó chính là phần mềm sẽ nhận diện ngay là theo reference. Reference nghĩa là sao? Là nó sẽ lấy cái tham chiếu của cái pattern lần trước mà các bạn đã xây dựng lên. Đó, tức là nó tự nhận biết. Còn nếu không phải thì tùy các bạn điều chỉnh thôi. Các bạn đồng ý chưa? Đó chính là tùy chọn reference. Ngoài ra trong cái pattern này các bạn cũng có thể lựa chọn là những đối tượng nào mà các bạn không có pattern. Ví dụ như ở đây, đây tất cả đều là pattern. Khi các bạn click vào đây thì những cái vị trí này các bạn sẽ không pattern. Đây, không pattern. Các bạn chú ý nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Ở đây có 5 vị trí tôi sẽ không pattern. Thì đây, các bạn có thể nhìn thấy 1, 2, 3, 4 và 5. Tất cả những cái loại pattern đều có thể lựa chọn bằng cách là ấn những cái phần tử mà chúng ta không muốn tạo pattern. Rồi, cảm ơn các bạn.